Xin chào bạn. Thì hôm nay mình quay cho bạn xem về những cái quả sầu riêng to và khổng lồ như thế này. Thì số bà con dân ta hồi giờ dùng rất ít thấy những quả sầu riêng khổng lồ như thế này, to như thế này. Nói chung là những quả này được gọi là những quả hàng heo, hàng to. Trái nói chung dao động cũng từ 10 đến 15, 16 kg. Thì hồi trước mình có quay những quả sầu riêng là hầu như là 20 cân, 20 kg á, một quả. Thì đối với quả sầu riêng này các bạn thêm á, quả này đã gần 16 kg rồi. Bạn xem quả sầu riêng này 16 kg. Còn có những quả trong đống đó, thật sự là toàn quả trên 10 kg hết, toàn những quả khủng thôi. Nó thật sự một quả sầu riêng này nếu mà khui ra ăn một múi thôi chắc no luôn, no tới chiều. Nếu mà sáng ăn chắc no tới chiều luôn, vì rất là to. Các bạn nhìn dày thật sự nó còn hơi thấy nhỏ, nhưng nếu mà con nhìn mắt thường ở ngoài á, thật sự rất là to, rất là khủng, để hết luôn một cái cân rồi mà. Các bạn thấy thấy không? Này mình sẽ quay hết cái đống cho các bạn xem, mà những quả sầu riêng khổng lồ như thế này á, toàn là những quả hàng heo, hàng to khủng đó. Các bạn thấy không? Quay gần con thấy không? Khi quay các bạn xem á, những quả sầu riêng to khủng khổng lồ thế này á, nhìn nói chung là rất là thích. Nhưng mà nếu mà xách đi chắc một người xách một quả này ỏi tay đuối tay á. Thì đống sầu riêng này đa số là những quả hàng heo, hàng to, nông dân ta để chắc riêng từng đống này á. Bạn thấy không? Nói chung sầu riêng vẫn là cái đang vụ trái cây đang hot ở khu vực Đắk Lắk hiện nay, và một số vùng tỉnh Lâm Đồng là Đồng Nai rồi miền Tây. Nói chung sầu riêng dạo gần đây thì hầu như tất cả bà con nông dân chúng ta ai cũng thích ăn. Nhưng mình quay thử các bạn xem về những quả sầu riêng to bự như thế này. Nhưng mà xách một trái thật sự, nếu mà người nào mà xách một đoạn mới xách lên đi một đoạn đã quải tay rồi á, phải ôm thôi. Ôm thì gai nhiều quá nên công tác mà để mà xách một quả sầu riêng này đòi hỏi các bạn phải bao tay, găng tay đầy đủ hết làm xách được. Cái còn xách mà xách đi đường dài rất khó. Đây những quả rất là to, mình sẽ xách ra xếp cho bạn xem từng quả từng quả. Chung khi mình quay thế này thì nhìn thấy nó cũng hơi nhỏ nhỏ, nhưng thực chất nếu mình nhìn kỹ ở ngoài các bạn thấy á, nó rất là to và khủng. Quả nào cũng trên 10 kg hết á, có quả 15, 16 kg. Thì ít bữa là nếu có cái quả 20 kg, mình sẽ quay cho các bạn xem một quả sầu riêng nặng 20 kg là bằng một bình nước water chúng ta đó, bình nước mà nước lọc chúng ta hay uống á, bình lớn đó, bằng một cái bình đó. Một bình đó là chúng ta ôm đã mệt rồi, huống hồ cái sầu riêng chúng ta xách có gai nữa. Nhưng nhìn rất là to khổng lồ. Đây mình sẽ cân cho bạn xem tiếp những quả sầu riêng to bự như thế này. Thì những quả sầu riêng như thế này á, thật sự là bà con nông dân chúng ta nếu mà trồng thì rất ít bà con thích những quả sầu riêng to thế này. Vì lý do những quả sầu riêng to thế này thì thật sự là bán giá thành rất là rẻ và người mua cũng không thích vì nó nặng ký quá, giá thành nó cao. Nên chúng ta trồng những cái sầu riêng nó từ 2 kg đến 4 kg hoặc 2 kg đến 5 kg là đẹp, là vừa chuẩn chúng ta vừa có túi tiền của bà con nông dân. Khi mà ăn mua ăn chúng ta nó rất là dễ. Thì đây mình quay các bạn xem về những cái sầu riêng to và khổng lồ thôi, để xem để chúng ta thấy được những cái sầu riêng chúng ta chăm sóc nó không cần đối, nó to nó khỏe bự rồi. Còn các bạn cứ theo dõi kênh đi, mình sẽ luôn luôn up những vấn đề về sầu riêng cho các bạn con xem. Xin cảm ơn ạ. À.